Hello mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái chủ đề mới. Đó là cái chủ đề về mua nhà cửa ở Mỹ. Thì mọi người đi theo mình nha. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi cái cách mua nhà ở Mỹ nó như thế nào. Thì nó cũng, mình sẽ chia sẻ cái này nó sẽ qua nhiều phần, nên là mình sẽ quay được cái phần nào thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái phần đó để cho mọi người coi, rồi sau này mình sẽ quay tiếp tục nữa đó, thì mình sẽ chia sẻ tiếp. Tại vì bây giờ là cả nhà mình là cũng tính toán để mua cái nhà để ở, thì trong cái quá trình mà mua nhà nó như thế nào á thì mình sẽ quay lại, mình sẽ chia sẻ lại hết cho mọi người coi. Ok, giờ mọi người đi theo mình, bước đầu tiên mình đi mua nhà nó sẽ như thế nào. Ok, đi, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi mua, đi xem nhà trước. Trước tiên là xem trên máy tính, xong rồi mình mới đi coi nhà sau. Mình xem trên máy tính xong mình mới biết được, rồi mình mới đi coi. Ok, giờ mình chuẩn bị nha, bắt đầu. Rồi thì bây giờ trước tiên mọi người chuẩn bị mua nhà đó, thì mình muốn xem nhà cửa thì mình lên trên trang web, còn không thì mình tải cái app ở trên điện thoại cũng được. Thì mình hay coi ở trên cái trang web này, để mình chỉ cho, mình cho mọi người coi nè. Thì nếu mà mọi người xài điện thoại thì mình tải cái phần mềm nè, cái phần mềm Redfin nè đó, cái Redfin này đây. Đó, cái Redfin này về để mình xài thì nó sẽ nhận được, mình bấm vô nó sẽ nhận được cái location của mình, thì nó sẽ cho mình coi những cái nhà gần gần đó. Còn không mình bấm vô cái mã code mình muốn mua, thì mình muốn mua ví dụ như là nó để nè CD nè, Fresh School Chip nè, thì mình muốn mua cái khu nào á thì mình bấm vô cái khu đó. Thì thường là mình hay coi những cái khu giống như là ở trên Centerview đi, trên Tallinn đi, trên Tallinn thì mình bấm vô là cái khu Tallinn. Đây nó cũng ra nữa này. Nè. Tallinn nè. Mọi người thấy không? Đó, này Tallinn nè. Bấm vô Tallinn sẽ ra. Đó, thì nó sẽ ra những căn nhà đó. Nó sẽ để giá sẵn nè, mình lên bấm vô mình coi. Ví dụ như mình mua căn 429 đi. 429. Này nó sẽ hiện dưới đây nè. 429 là cái nhà này. Đó, thấy không? 429. Nè, nó để địa chỉ luôn nè. Đó, ở Centerville nè, ở chi nhà nè. Cái mã zip code của nó là 20164 nè. Rồi mình bấm vô cái hình mình coi thôi. Đó, cái hình nè, ở nhà nó chụp nè, thấy chưa? Thì nó sẽ chụp những cái phòng từ bên ngoài cho tới bên trong. Mình coi nếu cái căn nào mình thích á thì mình sẽ tới mình xem. Đó. Thấy không? Đó là cái trang web đầu tiên, cái phần mềm đầu tiên. Nhưng mà cái này là mình hay coi nè, ở Virginia, mình sống ở Virginia thì mình hay coi cái hàng Redfin này. Rồi còn nếu mà mọi người không có tải cái app này về á thì cứ có thể lên trên trên này, vô trong trang web. Mình vô trang web á thì mình sẽ gõ cái chữ Redfin cũng được nè. Nè, Redfin nè. Vô trong trang web. Mọi người chờ xíu nha. Để mình mở cái này lên nó sẽ quay rõ hơn. Rồi ok, thì bây giờ mọi người muốn vô bằng trang web á để coi á thì mình cũng bấm vô trang web. Rồi. À, thì bây giờ mình vô cái Redfin hồi nãy đi, Redfin.
Redfin đâu. Nè Redfin nè. Đó, trang web Redfin nè. Nè, bấm vô trang web Redfin. Rồi. Thì nó sẽ ra cái đây. Rồi mình chọn nè. Rồi bây giờ mình chọn, nó sẽ hiện ra cái trang web nè. Cái trang web của Redfin nè. Thì bây giờ mình chọn cái khu vực Fortress đi. Fortress nhà đây. Đó. Rồi, nó sẽ hiện ra những căn nhà ở Fortress nè. Thì bây giờ mình muốn mua cái giá nó như thế nào. Giá nó giống như là từ 300 đi cho tới maximum là 500. Đó, mình sẽ coi theo cái giá, cái khả năng của mình. Để tới đó thì mình sẽ coi những căn nhà từ giá 300 tới 500. Rồi. Đây, cái gì nè, 410 nè. Mình sẽ bấm mình coi đây nè, 410 nè. Đó. Cái nhà 410. Nó sẽ chụp hình lên cho mình coi. Bấm cho mình coi. Nè, đó. Thấy chưa? Từng hình. Đó, mình coi mà mình cảm thấy mình vừa ý thì mình mua. Mình tới mình xem. Mình coi mình cảm thấy mình vừa ý thì mình cứ tới mình xem thôi. Rồi, ok. Để mình ra mình coi thêm mấy căn nữa đi. 467 đi. 467 đâu? Đây, 467 nè. 467. Cái nhà này chắc cũng không đẹp rồi. Xấu quá. Nè, nó có số nhà tên đường nữa nè. Nhưng mà mọi người đi coi nhà đó là phải có một người, đó là anh Realtor. Thì cái anh đó, anh sẽ là một cái công ty môi giới nhà. Thì mình cũng có một người anh làm cái nghề đó, thì ảnh sẽ dẫn mình đi mua, đi coi, đi xem nhà. Và ảnh sẽ liên hệ với chủ nhà để ảnh mở được cửa, rồi mình vô mình xem. Nhà 425 mới rồi. Ồ, nhà 425 xấu quá. Nhà 455 mới rồi. 455 nó không thấy nó để hình. Nè, nó có để giá nè, 455 nè, cái nhà này nè. Trời ơi, nó xấu hơn giống nhà kho quá. Rồi cái giá của nó nè, cái giá này. Rồi cái chỗ này đó là cái phòng nè, bed nè, là 4 phòng. Bath là toilet, bathroom á, là toilet, là chỉ có một cái toilet. Một cái nhà 4 phòng thì có một cái toilet. Còn cái này là cái diện tích của căn nhà là nó là 1260 quay phép. Nhỏ quá, nhà này nhỏ quá, mà giá nó mắc quá. Mà nó cũng đâu có đẹp đâu. Thấy nó cũng hơi cũ à. Mà nó có một cái hình nè. Thôi, mình coi căn khác. Căn 400 đi. Nhà ở Fortress thì giá nó rất là cao. Giá nhà 400 đồ là nhà nó xuống cấp hết. Phải từ 550 cho lên. Thôi mình coi mấy khu sang, nhưng mà nó rẻ rẻ một chút đi. 20164 này nè, cái khu 20164 này nó cũng rất là rẻ nè. Nó cũng 400 mấy, 400 mấy 500. Đó. Nhà 475 nè. 4 phòng, 2 toilet rưỡi. 1942 quay feet. Còn nhà này 407 nè. Cái nhà này là 359. 3 phòng, 2 toilet, 1200 square feet. Hả? Nè, mình sẽ bấm vô mấy căn nhà hot này là nó mới đăng lên, mà nhà đẹp nè, là nó để hot nè. Nè, hot home nè. Giá rẻ nữa. Mấy nhà mà hot home á cũng dễ bán lắm. Đó. Rồi căn 500 thứ ai. Căn 500 bự quá. Đẹp.
căn 500 rộng á. Rồi thì mọi người coi nhà ở trên đây á, thì trước tiên đó là mình coi cái giá, cái thứ hai nữa là cái phòng với lại cái toilet, cái thứ ba nữa là cái diện tích. Thì cái diện tích nè, cái diện tích mà cái nhà mà mình ở cho nó thoải mái là nó khoảng chừng 1.800 đi, 1.800 cho lên thì cái nhà nó thoải mái, nó rộng đó. Như cái nhà mà 2.352 square feet nè, nó cũng được, nó cũng rộng lắm, ở nó thoải mái. Rồi cái tiền khi mà mọi người coi nhà đó thì mọi người coi dùm cái chỗ này nữa nè, cái tiền mà wifi nè. Thì cái tiền wifi này là cái tiền hàng tháng, giống như tiền rác, tiền rác tiền đồ á, thì nó là cái nhà này là 10 đồng. Có căn á là 40, 50, 60, trăm mấy, 200 cũng có. Thì mọi người coi cái chỗ này, cái này là nó đi theo mình hàng tháng nè, suốt luôn á. Đó. Nó tùy theo năm, ví dụ như mỗi năm nó có thể nó lên cũng có nữa. Đó, thì cái căn nhà này là 10 đồng tiền wifi một tháng. Rồi. Cái tiếp nữa đó là mọi người coi đó là nó, cái này là mấy cái đao rồi nè, là nó khoảng trả khoảng 30 năm. Thì một tháng á mình trả là nó khoảng 2.500. Đó. Cái tiền này là cái tiền insurance của căn nhà nữa, tiền bảo hiểm á là 125, tiền wifi là 10 đồng. Rồi cái tiền này là tiền thuế của nó đó, tiền thuế căn nhà đó là 300 thắt nè, thuế nè. Rồi là nếu mà mọi người mua căn nhà này á là mọi người cầm trong tay khoảng 100.000 tiền đao nè, nó để là 100.000 nè. Rồi nè, nó để là 99.980 lần trăm là 20%, mình đao 20% của giá này thì hàng tháng mình sẽ đóng là 2.501 đồng trên một tháng, là cái tiền này đóng cho ngân hàng á. Đó. Rồi cái tiếp nữa thì mình sẽ coi thêm một cái phần, mấy cái này là mấy cái thông tin của căn nhà nè, thì mọi người mấy cái này mọi người bấm lên mọi người coi nó cái thông tin. Rồi cái dùng nè, cái trường rồi nữa nè, nó nói về cái trường rồi nữa. Rồi cái này là nói về bên trong căn nhà nè, bathroom nè, đó nó như thế nào, đó là cái thông tin của nó đó, cái thông tin cái history á, cái lịch sử căn nhà rồi nữa nè. Này là cái thuế của năm 2017 nè, mọi người cũng coi cái chỗ này nữa nè. Thuế năm 2017 nè, đó là đóng trên một năm là 4.600 mấy đồng nè, là thuế á, thuế mà của công ty thuế thành phố á, đóng cho thuế thành phố á. Rồi mấy này thì mọi người cũng nên coi để mình biết cái căn nhà đó một năm tiền thuế nó nhiêu, tại tiền thuế này là hàng năm mình phải đóng. Rồi tới cái phần quan trọng, rất là quan trọng luôn. Nếu mà gia đình nào mà có con nhỏ chuẩn bị đi học á thì nên coi cái này, là cái điểm trường đó, cái điểm trường nè. Thì cái nhà này nó cách cái trường học, cái trường học tiểu học nè, là khoảng 1 mile. Rồi cái trường này cái điểm nó chỉ có 3 điểm thôi, nó không có good, 3 điểm nó là thấp rồi, từ trung bình là 5 điểm, mà được khá một xíu nữa là 6-7 điểm, mà tốt nữa là 8-9 điểm, 10 điểm là tốt. Đó là cái này, cái điểm trường nè. Mà nếu mà cái điểm trường mà 3 điểm này là mà con mình học nó không có phát triển được, nó không có tốt cho cái khu này. Mà cái trường này nó cách nhà, cái nhà đó thì nó cách khoảng 1 mile, đó, khoảng 0.1 mile, là nó chỉ khoảng chưa được, chưa là nó 0.1 mile, là nó rất là gần. Rồi còn cái này là cái từ lớp 6 đến lớp 8 nè. Đó, cái này là từ lớp lớp nhỏ cho tới lớp 5 nè, còn này là từ lớp 6 tới lớp 8 nè.
là giống như là cấp 2 vậy đó. Cái middle school nè là nó cũng có 3 điểm rồi, nó quá tệ luôn. Mà cái trường này á, nó cách cái nhà này á là khoảng 0,7 mai, là nó gần 1 mai á. Rồi còn cái trường mà từ lớp 9 cho tới lớp 12 đó, cái high school nè, thì cái high school này là nó cái điểm cũng quá tệ luôn. Nó chỉ có 2 điểm à. Mà cái khoảng cách của nó từ nhà tới trường đó là nó 1,7 mai. Nếu mà như mình không mua căn nhà này. Tại vì cái điểm trường nó quá tệ. Mà cái điểm trường nó quá tệ là nó sẽ cái nhà nó sẽ mất giá trị. Nó không có giá cao. Đó thì mọi người coi cái nhà nào mà nó điểm nó cao. Hot home nữa nè. Hot home 475 đi, coi căn 475 đi ha. Đó. Thì cái căn 475 này là cái tiền qua phi của nó là 64 đồng nè, một tháng nè. Đó. Tiền thuế của nó là cũng khoảng 374. Tiền bảo hiểm là 119. Down 20%. Down 95.000. Hàng tháng mình phải đóng là 2.435 đồng cho 30 năm. Ở cứ tháng nào mình cũng phải móc ra 2.435 đồng mình đóng. Thì mua nhà thì nó cũng có cái lợi. Thì mua nhà là giống như là mình hy sinh cái đời của mình thôi. Rồi để cho đời con cái mình nó khỏe, nó sướng. Tại vì á, mọi người đi thuê nhà hàng tháng, nếu mà như ở tiểu bang mình ở nè, ở cái khu vực mình ở nè, là mình đang thuê cái apartment á, là lúc trước thì nó có 1.600 mấy thôi, mà giờ rồi mình trả là nó tới 2.060 trên một tháng. Mà nếu mà mình ở 30 năm á, thì mình cũng cứ đóng, mình cũng cứ trả tiền nhà vậy, nhưng mà 30 năm sau mình không có được căn nhà. Còn cái này mình cầm 100 ngàn đi, mình bỏ ra 100 ngàn mình mua căn nhà, thì một tháng mình phải đóng cho nó 2 ngàn mấy này, thì nó cũng giống là cái tiền mình thuê nhà thôi. Nhưng mà 30 năm sau là mình trả hết được căn nhà này rồi á, thì mình sẽ có được cái căn nhà của mình không trả nữa. Thì tới chừng đó mình già, mình lớn tuổi á, thì mình cũng khỏe. Rồi con cái mình nó ở, nó còn không có lo nghĩ gì tới cái chuyện nhà cửa nữa. Thì mình mua nhà rồi nó được cái lợi như vậy. Chứ thực chất mình mua nhà hàng tháng mình đóng nó còn nhiều hơn là cái tiền mình đi thuê nhà mình ở. Tại mình phải đóng insurance, mình đóng tiền qua phi, mình đóng tiền này tiền kia, đủ thứ tiền hết. Nên là nó tốn rất là nhiều tiền. Mình đóng còn hơn cái tiền mướn nhà nữa, đó tháng là hết 2.500 rồi. Nhưng mà nếu mà mọi người có điều kiện, mọi người mua mình cho thuê, thì coi như là hàng tháng mình lấy tiền thuê nhà khoảng 2.000 mấy này, thì qua khoảng 30 năm là mình cũng có được căn nhà đó, nó cũng có cái lợi vậy. Rồi để mình coi điểm trường cho mọi người coi nha. Điểm trường đâu rồi? Cái này là cái lịch sử của căn nhà nè. Nè, năm 2018 nó là hiện tại nè, đang 470 nè. Cái này là năm 2013 nè, là nó đã có bán năm 2013 là 388 nè. Đó. Rồi tới năm 2018 nó bán 475. Nó lên khoảng chừng gần 100.000. Năm 2011 quá thì nó bán cái nhà này là 295. 295. Cho tới năm 2013 là nó bán được 100.000 á, nó lời được 100.000. Nhưng mà nó phải sửa chữa đồ đủ thứ á. Bán nhà ở đây là phải sửa chữa nhà sạch sẽ, trong nó mới làm mới lại, chứ còn mà để nguyên như bán đâu được, đâu có ai mua. Người ta mua nhà, người ta mua xong ta ở, ta mua rồi ta về ta sửa nó tốn tiền lắm. Năm 2011 này nó bán 239 rồi. Rồi cái điểm trường đâu rồi, mình không thấy cái đây điểm trường đây. Thì cái điểm trường nè, từ lớp nhỏ cho tới lớp 5 nè, nó 4 điểm. Đây cái khoảng cách nè, 0,6 mai. Cái cấp 2 high school nó cũng có 4 điểm.
ấy đâu, cái này là cái high school là lớp lớp 9 cho tới lớp 12. Còn cái lớp cấp 2 nè, cấp 2 là nó được 5 điểm. Cấp 2 nó trung bình. Còn hai này nó thấp quá. Không được. Đó, mọi người mua nhà thì nên coi cái chỗ đó. Rồi, qua cái tới cái trang web kế tiếp nè, trang web kế tiếp. Cái trang web kế tiếp là cái trang web Zillow nè. Đây, mình có sẵn nè. Đó, mình bấm vô luôn. Đó. Nè. Cái máy mình nó bị cái gì nè. Rồi, nó có sẵn nó vô nè. Đó, cái trang web thứ hai nè. Cái Zillow nè. Rent là cho thuê nè. Buy là mua, sale và bán nè. Đó. Bây giờ mọi người sale đi. Bấm cái zip code vô 20164 đi, mình thích cái khu vực này. Đó, nó sẽ để nè, quá trời nhà luôn. Nó cũng giống như bên kia thôi, bên trang web kia thôi. Nó không có khác gì hết. Nè, nhà 485 đi. Nhà 308 đi, có nhà 308 đi. Rồi. 485. Không ra. Nhà đỏ. Nè, 307 nè. Thì ra nè. Để sớm nè. Nó mới đăng lên 3 ngày trước nè. Mạng nó yếu quá. Đó, căn này. Cái căn này là cái căn townhouse. Hình ảnh của nó nè. Cái hình ảnh của nó đó. Nó cũng giống như trang web kia thôi, mọi người thích vô trang web nào cũng được. Nó cũng để thông tin y hệt bên kia. Rồi có thêm một cái trang web nữa mà mình cũng hay coi, đó là cái trang web này. Trang web này mình không có nhớ cái tên, nhưng mà để coi trong máy nó lâu không. Cái trang web where. Đây, trang web này. Đó, cái trang web này nè. Rồi, bấm vô nè. Mình cũng coi. Đó. Fortress nè. Fortress for chi nhà nè. Mình xem nó. Xem nó. Đó, thì nó có căn nhà. Căn nhà này 2 triệu nè. Cái căn này 2. Fortress là nhà nó mắc lắm. Nó 2 triệu mấy, triệu mấy. Mấy trăm giá mà mình nghĩ ở Fortress này mình coi hết rồi, thấp nhất thì nó cũng khoảng từ 500 trở lên. Dưới 500 là mấy nhà nó nát hết rồi. Nhà ở đây nó mắc lắm, nhà Fortress mắc lắm. Đó, mình cũng bấm vô mình coi, bấm theo cái zip code thôi. Nè. Mình bấm cái 20164 nó đi. 20164. Tại mình hay coi nhà ở cái khu này, mình thích. Ở khu Tallinn nè. Nó cũng có ra nè, mấy căn nhà mà ở khu này nhà đẹp luôn nè. 669 nè. Rồi mình bấm vô mình coi thôi. Hả? Coi từng hình. Rồi. Cái này nó cũng để cái thông tin của căn nhà nè, cái lịch sử rồi đó. Thì nó có điểm trường không ta? Điểm trường đó rồi. Cái này nó cái địa chỉ khác. Ở những cái nhà gần gần đó thì cái lô cốt gần đó. Cái lô cốt gần đó. Cái giá những cái nhà kế cận kề nó đó, có địa chỉ nó nè.
trong cái khu local đó. Rồi mình thích căn nào mình cứ bấm vô thôi, mình coi nè, coi hoài nè, thích căn nào mình bấm mình coi, rồi mình coi xong mình chọn được căn nào thì mình sẽ liên hệ với cái anh realtor đó, anh sẽ liên hệ với chủ nhà để tới mở cửa, chứ mình mở cửa không được đâu, phải có anh realtor đó anh mở cửa. Rồi rồi để mình đã chọn được những căn nhà mình thích rồi, bây giờ mình sẽ đi coi. Ok, giờ mình đi coi, mình sẽ quay lại cho mọi người coi luôn.